Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Rồi, bây giờ làm câu này nha. Giờ làm câu này nha. You go. No father. Still any has a some father. Father có nghĩa là xa hơn. Father hay là father đều đồng nghĩa với nhau, nghĩa là xa hơn. Nó khác nhau chỗ nào các anh chị? Ok, cái father đó thì cái nghĩa nó rõ ràng hơn. Còn cái further đó thì cái nghĩa nó trừu tượng hơn. Ok. Cái nghĩa nó trừu tượng hơn. Cũng có nghĩa là xa, nhưng mà cái further nó chỉ cái khoảng cách rõ ràng hơn. Còn cái further đó thì nó cái nghĩa nó để chị mình cho các anh chị hai cái thí dụ nha. Thí dụ câu này đi. How much farther to the gas station from here? How much farther to the gas from here? Thì đây mình sẽ dùng chữ farther. Nó chỉ cái khoảng cách rõ ràng hơn. Ok. Hay là câu này. Hay là câu này, no, nothing could be further from the truth. Yes, câu này hay nè. Nothing could be further from the truth. Thấy hai cái nghĩa nó khác phải không? Phải không? Nếu mà các anh chị nói một cái sự gì mà nó rõ ràng, nó khác như vậy đó. Ok. Cái con chuột của chị My chắc có cần bỏ dục nó không các anh chị? Nhiều khi á, mình pick up hai lần nó mới được á, còn một lần nó không có nhúc nhích. Nó so sensitive. Nhiều khi mình chỉ cần để cái xong nó nhảy qua cái khe. Yes, a little. No, a little. Yes, a little. Chậm mà chắc. Yes, okay, I'm happy to hear that. Bạn mệt rồi phải không? Không, không mệt gì hết trơn. Các anh chị làm câu này đi, please. Học đâu cũng vậy thôi, học đây cho rồi đi. Đó, chị đi về viện. Ta nói gì á? Cô ơi, ăn ở đâu cũng vậy, ăn chỗ em cho rồi đi. Ok nào, các anh chị làm câu này đi. Are you tired? No, not a little. Yes, a little. Or no, a little. Or yes, a little. Câu nào? Câu nào đúng các anh chị? Which one is right? Bạn mệt phải không? Bạn mệt phải không? Các anh chị chọn đi. Đâu có cái chữ I am not đâu, phải chọn ở trong câu. Thành ra no a little cũng sai luôn, phải không các anh chị? Right. Rồi mình còn hai cái đúng là, mình còn hai cái choices là yes a little hay là yes little. Cái nào đúng các anh chị? Yes a little hay là yes little? Cái little and a little nó khác nhau chỗ nào các anh chị? Hôm bữa tiếng Mỹ cắt nghĩa cái này rồi. Hay là feel hay là a feel? Khác nhau chỗ nào? Yeah, hôm bữa tiếng Mỹ cắt nghĩa rồi. Very good. Feel đó là gần như không có. Còn a few là có, mặc dù nó có ít nhưng mà at least nó có. Ok. A few nghĩa là tôi có nhưng mà không có nhiều lắm đấy nha bạn. Mà ăn nhiều tôi không có tiền trả đâu. Ok.
Lại còn điệu. Còn nói I have a little money, nghĩa là tôi có nhưng mà đủ đủ đãi bạn tôi phở thôi, thí dụ như vậy. Thế chị hiểu rồi phải không? Rồi từ đó mình có thể mình chọn cái nào cho đúng. Hello Hoa Hải Anh. Are you tired? Yes, a little, phải không? Vâng. Tôi mệt một chút. Phải không? Tôi mệt một chút. Yes, a little. Next one. I don't have much cash. Thì người ta không biết có tiền hay không. Sao biết? Cái này là có nha, chứ không phải là không có. Okay. Several days. Last ladder. Yes, a little. Nghĩa là tôi, bạn có, bạn à, bạn không có mệt phải không? Dân, tôi có mệt một chút xíu. Các anh chị nhớ nha, yes là yes, còn no là no. Yes đây có nghĩa là có. Nghĩa là người này nói dân, tôi có mệt. Mình không được hiểu theo tiếng Việt. Nếu mình trả lời not đó, thì mình, nếu mình trả lời no đó, thì mình nói no, not at all. Còn nếu mình trả lời yes thì mình sẽ trả lời yes a little. Hay là hương trời mây trắng hiểu phải không? Rồi bây giờ các anh chị làm câu này đi. Ladder là gì? Ladder là gì các anh chị? The teacher, she holding two books. Okay, she give the first one to John, and the ladder is to me. Các anh chị hiểu không? Bà thầy bà cầm hai cuốn sách, bà đưa cái cuốn đầu tiên đó thì cho cái người nào đó, còn cái cuốn sau đó thì đưa cho tôi. Okay, the ladder to me, the ladder she gave to me, là khá như vậy. So đây giờ mình sẽ nói là later. Okay. Okay now. Câu này mà các anh chị mà trả lời sai là bất lịch sự. Okay. Câu này nha. Do you mind if I smoke here? Yes, please. No, not at all. Các anh chị thấy không? No, not thì phải not at all, chứ không phải not a little nha. Không được hiểu theo tiếng Việt rồi dịch ra tiếng Mỹ. Please not. Yes, I do. Trả lời câu số mấy các anh chị? Trả lời câu số mấy? Các anh chị phải hiểu mới trả lời được. Thường thường người ta nói hỏi mình có do you mind là gì các anh chị? Có phiền hay không phải không? Các anh chị dịch đi. Bạn có phiền nếu mà tôi hút thuốc ở đây hay không? Thì mình trả lời là sao? Câu thứ nhất mình trả lời là dân phiền lắm á. Yes có nghĩa là có phiền. No có nghĩa là không có phiền. Các anh chị phải hiểu. No là no. Các anh chị phải hiểu như vậy. Không cần biết câu trả lời là phủ định hay là xác định. I mean, không cần biết câu hỏi là phủ định hay là xác định. Bạn có phiền không? Nếu mà tôi hút thuốc ở đây không? Mình trả lời sao? Yes, please là có. Thấy không? Vừa có phiền mà please là có tôi phiền nhưng mà làm ơn hút thuốc đi. Tôi câu thứ nhất các anh chị phải hiểu như vậy đó. Please, please do not. Phải không? Một là please. Yes là có phiền. Rồi mình chêm thêm một câu please do not. Okay, please do not do it. Okay, mình phải thêm. Nó mới rõ nghĩa hơn. Còn mình nói yes please là mình trả lời hàng hai.
vừa phiền mà còn kêu người ta hút thuốc đi. Đó là câu thứ nhất. Okay. No, not at all. Không, không phiền gì hết. Okay. Không, không phiền gì hết. Bạn cứ hút thuốc tự nhiên. Đó là câu trả lời thứ hai. No, not at all. Rồi câu thứ ba. Please not. Please not. Actually nó cũng đúng, nhưng mà nói cái này như là nói ngang vậy đó. Okay. Nói ngang vậy. Tôi bực mình lắm anh bạn, đừng có hút thuốc nha. Please not. Okay, là trả lời bất lịch sử. No, please not. Làm ơn đừng có hút thuốc nha. Đó là câu số 3. Câu số 4. Yes, I do. Là dân tôi phiền lắm á. Thành ra thường thường các anh chị nên trả lời câu nào nè? Dường như là câu số 2 với câu số 4 đúng, phải không? Right. Nếu mà mình không bằng lòng á, thì mình nói yes I do. Còn nếu mà mình bằng lòng đó thì mình nói no, not at all. Okay. Chứ mình không có trả lời là yes please. Mình không có trả lời là yes please. Mình sẽ trả lời là yes I do, là tôi phiền. Còn nếu mà tôi không phiền là no, not at all. Okay. Một là câu số 3, I mean câu số 2 hay là câu số 4, tùy các anh chị. Nhưng mà thường thường ta nói cái chữ do you mind thì mình thường thường mình lịch sự là mình nói no. Okay. Bạn có phiền mở cửa cho tôi không? No, not at all. Không, tôi không có phiền gì hết, tôi sẵn sàng làm cái chuyện đó cho bạn. Bạn có phiền là tôi ngồi kế bên bạn hay không? No, not at all. Không, không có phiền đâu, cứ ngồi đi. Cái gì vậy? Chị nhớ nha. No là no, còn yes là yes. Không có vừa yes vừa no. Ok. Giờ hãy ngồi gần đi, càng gần càng tốt. Ok, next one. If I stand beside you. Cũng đúng mà. Bạn có phiền nếu mà tôi đứng ở đây đó? Yes, I do. Because you smell. Because you smell. Yes, I do. Because you smell so bad. Làm câu này. How long, how fast, how soon, how quick can you finish them? Không được hiểu tiếng Việt dịch ra tiếng Mỹ. Yes, how soon? How long là chỉ về cái the distance. Okay, the distance, physical distance. Nghĩa là dài bao lâu bạn có thể xong cái công việc này. Không ai nói dài bao lâu, không được hiểu theo tiếng Việt nha các anh chị. How long là how far đó. Bao lâu đó, dài bao nhiêu bạn có thể xong. Mình phải nói là how soon dịch sao ta? How soon mới đúng nha. Còn bao lâu nữa. Okay, mình dịch như vậy đó. How soon có nghĩa là còn bao lâu nữa bạn có thể xong cái công việc này. Không có how long. How long does it take you to finish them? No. How long does it take you to Houston to write to Saigon hay là to write to gì đó? How long thường thường nó chỉ về cái khoảng cách. How long does it take you to Houston? Là bạn sẽ mất bao nhiêu tiếng đồng hồ để đi để lái xe tới Houston, cái gì vậy? How far là bao nhiêu cây số? Các anh chị hiểu how long á, cái thời gian chứ? Dạ, cái thời gian á, cái thời gian.
right? How far đó là về cái distance. Okay. How gì nữa? How soon đó là về nói là how soon là còn bao lâu nữa? Nghĩa là về cái thời gian, đúng rồi, về cái thời gian. How far là nói về cái thời gian. I mean, how soon là nói về cái thời gian. Nghĩa là còn mấy tiếng nữa, còn mấy phút nữa bạn xong. Đấy. Anh chị hiểu rồi phải không? How long là nói về cái khoảng cách. How long does it take to Houston? Nghĩa là sao? How long does it take to Houston? Nghĩa là đi từ đây đi tới Houston bao nhiêu tiếng? Okay, bao nhiêu tiếng? How far does it take to Houston from here? Là từ đây đi Houston dài bao xa, mấy trăm cây số? Là khá như vậy. How soon does it take to Houston? Nghĩa là còn bao lâu nữa đi tới Houston vậy? Okay. Các anh chị hiểu rồi phải không? Yeah, bao lâu, how soon là bao lâu á, bao lâu? Hard and study hard and studying hardly. Những sinh viên đó thì I think I missed something, right? Yeah, đúng rồi, that's it. Studying hardly. Hay là hardly, hard study. Okay, cái động từ to be thì nó cần một cái danh từ hay là nó cần một cái động từ? So hardly, hardly có nghĩa là gì các anh chị? Hard á, hard cũng là chẳng từ, mà hardly cũng là chẳng từ. Anh chị nhớ điều này nha. Hard cũng là chẳng từ, mà hardly cũng là chẳng từ luôn. Nhưng mà nếu mà không có chữ ly thì cái hard đây có nghĩa là có cái nghĩa chánh của nó luôn. Mình hiểu cái nghĩa chánh luôn. Hard đây là chăm chỉ hay là cứng, okay. Khó khăn, chăm chỉ, yeah. Còn cái hardly ở đây á, nó có nghĩa là không có. Anh chị nhớ điều này nha. Nếu mà thêm chữ ly nó không có nghĩa là chăm chỉ hay là cứng nữa, mà nó có nghĩa là không có gì hết. Chỉ phải không? Thành ra cái hardly không đúng, cái study đây cũng không đúng luôn. Câu thứ nhất không đúng, phải không? Còn câu thứ hai cũng không đúng luôn. Câu thứ ba đó chứ. Có sao 1, 2, 3, 4, tất cả là 5 lần ta. I think I see. Tôi có 5 cái lần. 1, 2, 3. Yeah, mình có 2 cái số 3, số 4 giống nhau phải không? Let me delete one. Okay, that's right, cắm. Câu số 2 đúng. Tại làm sao như vậy? Câu thứ nhất, số 1 với số hard study hay là study hard giống nhau luôn. Thành ra số 1 với số 3 là sai rồi. Thì chỉ còn câu số 2 với câu số 4 thôi phải không các anh chị? Thì cái nào đúng? Câu số 2 đúng, tại làm sao như vậy? Chẳng từ thường thường nó đứng sau cái trợ động từ đầu tiên, phải không các anh chị? Trong câu có bao nhiêu trợ? And that hardly đây là chẳng từ phải đứng sau cái trợ động từ. Trong câu có bao nhiêu trợ động từ thì nó sẽ đứng sau cái trợ động từ thứ nhất. Thí dụ như câu này, the student have been studying
thái như vậy. Dạ, số 2 đúng. Thành ra nếu mà trong câu, trong trường hợp này nó có hai cái trợ động từ, thì để chỗ nào? Answer me please. Yes, have been studying, right? Anh chị nhớ nha, cái trợ động từ thì nó sẽ đứng sau cái trạng từ, nó phải đứng sau cái trợ động từ. Nếu mà trong câu có nhiều trợ động từ thì nó phải đứng sau cái trợ động từ đầu tiên, là động từ to have, là trợ động từ have. Ok, này mình học rồi phải không các anh chị? Cái câu của Hoa Hải Anh cũng đúng nha, nhưng mà nó đâu có cái choice gì ở trong bốn cái choice đâu. The students are studying hard cũng được, ok, cũng được, nhưng mà nó đâu có cái choice ở trong bốn cái choice đâu. Ok, no, Hoa Hải Anh không hiểu tiếng mình nói. Hoa Hải Anh coi nè, ok, coi nè. Nếu mà Hoa Hải Anh muốn nói là những cái sinh viên á thì đang học một cách chăm chỉ á, ok, thì mình sẽ nói là studying hard, được, ok, được, right, ok. Còn nếu mà muốn nói là những cái sinh viên á thì nó không có đang học chăm chỉ gì hết trơn á, ok, thì mình phải chọn cái câu số 2 nó đúng hơn. Hai anh thấy cái điều này rồi phải không? Ok, so I move on then. Trời ơi, học 2 tiếng rưỡi rồi mà mới có chưa tới 20 câu nữa. Mình có cả 100 câu đó các anh chị.